Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh của mình. Thì giới thiệu với anh em là bữa nay mình có cập nhật vài dòng cá với màu mới ha, và cũng như dành cho anh em mình làm giống. Thì mình sẽ quay lên từng dòng cho anh em xem, và cái khuyến mãi ở bên mình vẫn còn nha anh em, là khuyến mãi tặng cám Nhật, cám siêu đạm đó anh em, cám nó đạm cao lắm. Thì anh em mua đơn từ 300k trở lên thì bên mình sẽ tặng cho anh em một gói cám ha. Đó. Còn anh em mua đơn từ 500k trở lên thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em và tặng kèm cho anh em thêm một gói cám nữa ha. Đó, còn cái đây là một cái dòng cá đầu tiên mà mình show lên đây là Coi Gách E Gibbon. Thì cái hàng này nó full hai tay nha anh em, cá tơi nhưng mà nó full hết hai tay rồi. Thì đầu đầu cái đầu nó cũng lên đỏ đậm sau ha. Thì cái hàng này mình bán cho anh em là 180k một cặp. Giờ anh em bắt combo 3 cặp thì sẽ là 500k. Rồi kế tiếp đó là dòng full gold gibbon finchi long e, hàng này nó full nắp sành nha anh em, nó full vảy giáp thằng ha và full đậm hai tai bơi màu luôn. Hai tai bơi nó dài hơn là hàng tai bơi bớm nha anh em, nên là kêu mình long e ha. Thì hàng này là hàng tiễn ở bên chợ của mình, nên là mình sẽ đi cho anh em là 180k một cặp. 180k thì cái giá nó cũng khá là ổn cho anh em mình bắt làm giống ha. Size cá hiện tại là size 3 tháng nha anh em. Anh em bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 500k. Ở đây thì mình sẽ ghi rõ chi tiết và giá trên đây. Anh em nào muốn mua những cái dòng cá nào ở với mình á thì anh em chụp cái màn hình đó lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Hoặc là anh em gọi cho mình bằng số điện thoại trên góc phải màn hình, anh em gọi trực tiếp cho mình để chốt đơn cũng được nha. Đó. Ở bên mình thì mình sẽ hỗ trợ cho ship code cho anh em. Thì anh em ở xa ở tỉnh gì đó thì mình sẽ bảo hành cá sống khỏe, khi mà anh em nhận được có vấn đề gì xảy ra thì mình sẽ chịu trách nhiệm ha. Đó. Rồi, tiếp tục là hàng tiễn ở bên mình nha anh em, là Dumbo siêu tai bay ha. Thì bữa nay mình lên hai bộ Dumbo. Cái bộ đầu tiên là siêu tai bay, thì cái hàng này mình đi cho anh em là 120k một cặp. Body dán dán sọt nha anh em, dán body nó hơi sọt sọt, nó hơi ngắn ha. Cái này thì anh em bắt combo 5 cặp ấy, thì sẽ là 500k. Anh em thấy hàng tai bay nó rất là dài nha, nó dài hơn nửa thân, nó dài gần tới đuôi đó anh em, do là cái body nó hơi ngắn á, nên là anh em thấy hai tai bay nó rất là dài ha. Thì đây là cái hàng tiễn, nên là mình không có nhiều, nên là anh em mình muốn chơi những cái hàng TB á thì anh em tranh thủ ha. Rồi tiếp tục là dòng Coi Gách E Gibbon nhú tai nha anh em, hàng này là hàng nhú tai ha. Đó, do là hàng nhú tai thì cái giá nó sẽ rẻ hơn là cái hàng full tai. Thì cá như clip mình đang quay cho anh em xem ha, là nó nhú hai TB, nó chưa có full nha anh em, nên là cái giá nó sẽ là 120k một cặp ha. Còn em mất combo 3 cặp á thì sẽ là 300k. Đơn 300k thì phí ship sẽ là 40k trên một đơn nha anh em. Và kèm theo đó thì mình sẽ tặng cho anh em một gói cám ha. Đó. Cái này anh em chơi top view cũng được và anh em làm giống cũng được ha. Cá ở bên mình bán nha. Thì một cặp sẽ là một trống và một mái nha anh em, dành cho anh em mình chơi sinh sản nha. Đó. Thì bữa nay mình lên đâu đó cũng 15 16 dòng cá bé màu anh em. Và bên mình bán thì toàn bộ là cá bé màu thường chủng hết ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng Metal Gateway BDS. Hàng này là hàng vây to đua to nha anh em, và bên phần thân thì nó có hai cái quai văn ha, dành cho anh em nào mà thích chơi trên hồ kính á thì sẽ thấy được toàn diện cái vẻ đẹp của con cá này ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 80k một cặp, còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 350k. Anh em lưu ý ha, ở bên mình bên trại mình thì mình không có nuôi oxy nha anh em, nên là anh em về cái việc mà thần cá thì nó rất là đơn giản ha. Đó, dành cho anh em nào mà thích chơi thủy sinh hay là sao cũng được nha. Địa chỉ chạy của mình á là mình để ở đầu video, anh em nào mà có chạy ngang hay là biết ở gần gì đó thì anh em có thể lại chạy mình để lựa ha. Thì mình anh em nào mà cần lại chạy á thì anh em nhắn tin qua Zalo cho mình, thì mình sẽ gửi cái vị trí của chạy mình rồi anh em có thể chạy qua để mà xem cá trực tiếp và lựa luôn ha. Ở đây thì mình quay cái nào thì mình gửi cho em cái đó, cho anh em cái đó nha, nên là anh em cứ việc yên tâm khi mà chốt đơn ở bên mình ha. Ở bên mình thì mình có cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper, nên là anh em cứ việc yên tâm nha. Đó. Rồi đây là cái dòng Dumbo Big E, thì cái hàng này là hàng to nha anh em. Dumbo Big E full Platinum ha. Do là hàng to nên là mình sẽ bán cho anh em là 50k một gạch. Hôm qua mình up lên thì cũng khá là nhiều anh em săn bắt những cái dòng cá to này anh em, tại vì có một số anh em chịu chơi cá to hơn là chịu chơi cá xe lớn ha. Thì mình có hai size, anh em muốn bắt xe nào thì bắt ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ Hormone BDS bản đuôi full tia nha anh em. Hàng này là hàng tiễn giống ở bên mình ha. Do là cái body ở bên mình á làm nó rất là to, rất là chất lượng luôn. Nên là anh em cứ việc yên tâm khi mà cho con cá giống nó dí máy một về lâu về dài thì nó vẫn dí được bình thường nha anh em. Chỉ có những cái bộ mà hay là những con mà cái body nó yếu á thì anh em mới sợ là nó dí máy không nổi. Còn cái full gold, cái gồng đỏ ở bên mình á thì mình làm cái body nó rất là to, nên là anh em cứ việc
chơi một khoảng thời gian lâu dài ha. Cá thì hiện tại là từ tầm 2 tháng rưỡi nha anh em. Đó, sau khi mà từ 3 tháng đổ lên thì mình đảm bảo với anh em luôn là con cá nó sẽ bung to hơn hiện tại ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng cá thủy sinh ở bên mình, thì hàng này là hàng mình bán theo trống là trống ghi bông nha anh em, còn máy là máy gen ha. Thì cái này mình đi cho anh em là 5 cặp 100k đó, thì tính ra là 10k một con á anh em. Còn anh em nào mà mua được 50 con thì mình sẽ tặng thêm cho anh em 10 con nữa ha. Đó, 50 con thì 500k, 500k thì bên mình sẽ miễn với ship. Riêng cái dòng này mình mới tặng cho anh em, còn những cái dòng khác thì này cũng nói chung là cũng tùy dòng ha. Vậy dòng mà anh em nào mua nhiều á thì mình sẽ tặng cho anh em, hoặc là giảm giá hay là bớt giá cho anh em ha. Đó, anh em nào mà từng mua bên mình nhiều lần, ủng hộ mình nhiều lần á, thì đa số thì mình có khuyến mãi thêm hoặc là giảm giá nha anh em. Đó, rồi tiếp tục là dòng wheel coi sọt ghi bông finxi tay bê bớm. Tí xíu nữa mình sẽ quay cái hàng, quay cái hai cái tay bê bớm cho anh em xem, còn cái này thì mình sẽ quay ngang cho anh em thấy là cái những cái cọng ghi bông và cái finxi nó lên rất là tốt ha. Đó, cái này thì anh em chơi top wheel cũng được, mà anh em chơi hồ kính như mình thì mình đang form trên hồ kính cho anh em xem ha. Cái này thì mình quay ngang trên hồ kính cho anh em xem, cá rất là lanh nha anh em, body cực kỳ ngắn luôn ha. Cái hàng này thì mình đi cho anh em là 100k một cặp, còn anh em mất combo 3 cặp á thì mình giảm lại là còn 250k ha. Đó, rồi còn đây là cái hàng cái tay bê bớm nha anh em. Anh em thấy cái tay bê nó khá là dài ha, tay bê dài hầu như là gần tới đuôi á anh em, nên là mình kêu là tay bê bớm ha, nó rất là dài luôn. Anh em chơi top wheel cũng được ha, còn anh em chơi xe wheel cũng được luôn, hoặc là anh em làm giống cũng ok nha anh em, tại vì cái bộ này là nó thần sọt rất là cao rồi nên là anh em có thể bắt làm giống được ha. Rồi tiếp tục là dòng Ivory Hackmon BDS bản đuôi tia nha anh em. Cái này thì xây cá là 2 tháng rưỡi, dành cho anh em nào mà chịu chơi cá tơi thì 2 tháng rưỡi thì nó ghép sinh sản được anh em. Hiện tại thì mình đang cho ghép sinh sản ha. Cái này thì mình do là mình dư máy nên là mình sẽ bán theo chiêu cho anh em chơi là 1 chống 2 máy 120k. Đó là 120k trên 1 chiêu nha anh em. Còn anh em nào bắt 3 chiêu á thì sẽ là 300k. Cá này nằm giống rất là ok nha anh em, tại vì cái đuôi nó to và tròn, nó không có bị móp méo gì hết ha, và cái bản đuôi tia nó khá là chất lượng luôn. Và dành cho anh em nào thích những cái bộ màu như là bộ cái bản ngà voi anh em, tại vì gồng tím thì nó cái màu nó như là ngà voi ha. Rồi tiếp theo là dòng Colgate E, thì cái hàng này là hàng Colgate E hàng gen nha anh em. Nó full hai tay và lên cái đầu sâu rất là sâu luôn, đầu đỏ rất là sâu ha. Thì cái này mình đi cho anh em là 80k một cặp, mình không có bán combo nha anh em, tại vì hàng không có nhiều á, nên là mình chỉ bán cái giá lẻ cho anh em là 80k một cặp nha. Nên là anh em nào muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình á, thì anh em chụp cái màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình ha, thì bên mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em. Đó. Cái dòng Colgate E lúc trước nó khá là giá rất là cao nha anh em, nhưng mà hiện tại là do là nhiều chạy làm ra số lượng được nhiều á, rồi cái giá thì nó đã giảm rồi ha. Rồi tiếp tục là dòng H Blue Gibbon Finchy tay bê bớm nha anh em, vẫn là hàng tay bê bớm ha. Cái này cái giá nó rất là rẻ cho anh em mình chơi là 50k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k. Thì hiện tại bên chạy mình còn tầm 5 tới 6 cặp á anh em, rất là nhiều luôn, nên là mình bán với cái giá cho anh em mình dễ tiếp cận ha. Đó, hàng Finchy mà 50k một cặp thì nó rất là rẻ nha anh em. Còn mà anh em bắt combo thì nó càng rẻ hơn ha. Đó, 5 cặp thì 200k, mà anh em bắt lấy 10 cặp á thì 350k luôn nha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng cá ở bên mình lúc nào cũng có hàng để phục vụ cho khách hàng ha, là dòng Blue Tạch Răng. Thì cái dòng cá này nó rất là dễ nuôi anh em à. Anh em nào mà thích chơi top view á, cũng như là thả những cái ao thủy sinh hay là hồ nông bộ, thùng xốp hay là những cái chậu xi măng, chậu kiển cũng vẫn được nha. Tại vì nó có một cái đầu xanh rất là nổi bật luôn, nhìn từ trên xuống là thấy liền nha anh em. Đó. Cái này thì mình sẽ bán theo combo cho anh em là 6 cặp 150k ha, dành cho anh em nào thích chơi những cái dòng cá chơi top view. Đó. Và cái này nó cũng rất là dễ nuôi nha anh em, do là nó dễ nuôi á nên là nó, cái giá nó rất là rẻ luôn. Đó, 5 cặp mà 1 6 cặp mà 150k thì một cặp nó chưa tới 30k nữa nè. Đó. Rồi tiếp tục là dòng Albino Full Gold Gibbon full giáp thân nha anh em, nó full dãy giáp thân ha, mà nguyên con cá luôn là không có một cái đốm đen luôn nha anh em, tại vì dòng đây là dòng một cái dòng mắt đỏ nên là cái vảy và cái thịt nó rất là sáng luôn. Thì cái này mình sẽ đi cho anh em là 150k một cặp với cái giá cũ ha, tại vì hiện tại mình còn cũng ít á, do là có một số khách hàng chốt ở bên mình á, chốt bên mình để kêu giữ hàng giùm ha.
thì mình còn tầm đâu đó 8-9 cặp đó nè, nên là anh em nào mà thích những cái dòng cá full gold mắt đỏ này ha, thì anh em có thể sưu tầm về để trải nghiệm thử ha. Anh em nuôi nền đen luôn, nó cũng không có bị đen thịt nha, anh em nuôi nền nào cũng được, miễn mà anh em thích là được. Còn anh còn mà full gold mắt đen á thì bắt buộc mình phải nuôi nền trắng và nền vàng nha anh em, tại vì nó dễ bị tụt màu á đó. Chăm không kỹ là nó bị dễ 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 bị tụt màu lắm. Rồi tiếp tục là HP Get Short Body nha anh em, cái này thì mình xả cho anh em chơi ha, là combo 5 cặp 130k. Do là mình có số lượng nhiều á nên là mình đi combo cho nó mau hết nha anh em, mà combo này nó cũng rất là rẻ ha, rất là rẻ so với trước đây. Trước đây thì cái giá nó rất là cao nha anh em, nhưng mà hiện tại chạy mình đang có số lượng á nên là mình đi cho anh em với combo 5 cặp 130k, nó rất là rẻ ha. Đó, 5 trắng và 5 mái. Ở bên mình bán một cặp là một trắng một mái về cho anh em mình chơi sinh sản ha. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng coi gách gan nha anh em. Hàng này là hàng coi gách gan ha. Thì cái này cũng như là hàng thí sinh thôi anh em. Tại vì đây mình bán 5 cặp 100k ha, tính ra thì nó có 10k một con ha. Dành cho anh em nào mình thích nuôi những cái bầy cá số đông đầu đỏ như thế này ha. Thì đây cũng là một cái clip dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay anh em. Anh em nào mà muốn mua những cái dòng cá nào ở với mình á, thì anh em chụp màn hình anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công.